Thế thì năm 2017 thế thì cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì do cái địa phương chủ trì, và ở đấy tức là cái điểm thi sẽ được tổ chức cho tất cả các cái trường, các điểm trường phổ thông hoặc là điểm liên trường. Vì vậy nên là cái thí sinh không còn dồn vào những cái thành phố lớn, những cái thị tám thị xã như những năm trước nữa. Vì vậy cho nên là tiếp xúc mùa thi năm nay là cả hai cái mặt mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất tức là đối với những thí sinh tự do thì có thể họ kỳ thi những cái tập trung những thành phố lớn thôi. Và đấy thì có những em ở những vùng xa, những cái địa phương xa họ đến thành phố lớn để thi, bởi vì đối với các thí sinh tự do này thì chỉ thi ở những cái điểm thi riêng chứ không có thi tại địa phương mình, thì cái sự hỗ trợ của cái lực lượng tổ chức cuộc thi những thí sinh này là cần thiết. Thứ hai là đối với những cái vùng khó khăn, những cái huyện mà có khó khăn sự đi lại của thí sinh cũng như ăn ở của người nhà thì nó có những cái khó khăn nhất định, bởi vì cái điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng ở đấy thì nó chưa được tốt lắm, đi lại nó cũng khó khăn và nó không có thuận lợi như ở thành phố lớn. Vì vậy cho nên là cái lực lượng mà tiếp xúc mùa thi đến những cái địa phương này tại cái điểm thi đã hỗ trợ cho thí sinh người nhà cũng là hết sức cần thiết. Ví dụ như là ở Đồng Tháp chúng ta thấy là có cái Hồng Ngự, cái huyện Hồng Ngự, như vậy thì cái vùng đấy thì đi lại khó khăn, sông nước, cho nên là cái việc thí sinh đảm bảo đi đến đúng giờ cái điểm thi tại thị xã thị trấn Hồng Ngự chẳng hạn thì có thể là có những cái khó khăn nhất định, qua phà đò rồi di chuyển từ cái địa phương mình đến cái địa điểm thi, như vậy thì nó cũng có những cái khó khăn. Như vậy nên là cái lượng kiến thức cũng thi nên hỗ trợ đối với những thí sinh này. Cái thứ ba nữa tức là khi mà thí sinh, có những thí sinh mặc dù là ở những cái thi tại cái địa phương của mình nhưng mà có những cái huyện thì nó rất là rộng, nó rất là xa, ví dụ như là ở Thanh Hóa, Nghệ An ở những cái huyện rất là rộng, mà cái việc đi lại từ cái địa phương mà các em ở cho đến cái địa phương mà thi, đến cái điểm thi như vậy nó cũng rất là khó khăn, mà các em phải ở lại lưu trú lại. Thế như đấy thì ở đấy thì những cái lực lượng tiếp xúc mùa thi là có những cái hỗ trợ rất là tích cực. Và cái cuối cùng tức là tiếp xúc mùa thi là tuyên truyền hỗ trợ cho Bộ Giáo dục Đào tạo để truyền tải tất cả những cái thông tin đối với tuyển sinh, đối với thi đến tất cả các cái thí sinh hoặc là người nhà cần thiết, và hỗ trợ trong cái công tác tuyên truyền như vậy cũng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để đảm bảo cho cái kỳ thi thành công. Thì nói chung là tất cả mọi cái tình huống mà có thể xảy ra trong cái tổ chức kỳ thi thì Bộ cũng đã lường trước những cái dự kiến để mà đưa vào cái quy chế cho chúng ta là đảm bảo cho kỳ thi nó an toàn nhất. Ví dụ như chúng ta thấy là để đảm bảo cho nó tuyệt đối nghiêm túc và công bằng, thì Bộ cũng đã huy động cái giáo viên đại học xuống cùng với là sở để mà tham gia mỗi phòng thi, như là có một cái giám thị của địa phương và một giám thị của trường đại học, hoặc là ví dụ như là làm thế nào để đảm bảo cho thí sinh là coi như thi tại địa phương mình mà không có mà coi như hoặc là không địa phương mình hoặc là thi liên trường ấy, thì cái việc dịch chuyển như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn nhất định gì, thì Bộ cũng đã làm việc với các địa phương để mà tính những cái phương án tổ chức cho nó phù hợp nhất, để làm sao cho một mặt tức là thí sinh cũng thuận lợi nhưng mà cái giám thị đi lại cũng thuận lợi để đảm bảo cái an toàn. Rồi cái nữa tức là ví dụ như là Bộ cũng lường trước những cái điều kiện về thời tiết, những cái trường hợp bất khả kháng, ví dụ như là mưa bão lũ lụt, những cái thiên tai hạn hán nhất định, thì cái đấy thì Bộ cũng đang làm việc với là cái an toàn cái ban chỉ đạo phòng chống thiên tai để có những cái giải pháp là hỗ trợ cho các địa phương trong cái trường hợp xảy ra những sự cố bất thường như vậy. Rồi vậy đó. Cái mà Bộ cũng quan tâm tức là cái việc in sao cái đề thi năm nay và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cái đề thi, từ cái khâu in sao cái nước rửa bằng chuyển và bảo quản cái bài thi đưa vào cái hội đồng cho chấm thi thì vậy thì Bộ đã có những cái hướng dẫn rất là chi tiết đối với các sở những cái việc mà phải làm trong cái việc in sao cái đề thi, ví dụ như là bảo vệ như thế nào, rồi cái việc thực hiện những công đoạn in thi, in đề thi như thế nào để mà sắp xếp đề thi nó không nhầm lẫn, đảm bảo độ chính xác và nó không có cái sự việc cặp trong cái đề thi, bởi vì năm nay như vậy cái đề thi trắc nghiệm nó nhiều, rồi cái bài thi như vậy thì mỗi cái bài thi nó phải có nhiều môn và mỗi môn thi như vậy nó phải có một cái mã đề chung, cho nên là tất cả những khâu kỹ thuật đấy thì Bộ có cái hướng dẫn rất là chi tiết, và như vậy các sở căn cứ những cái hướng dẫn của Bộ để mà thực hiện cái việc kiểm tra căn cứ. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah.